Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Thì như các bạn đã biết thì chứng đau viêm họng rất là khó chịu và gây cho chúng ta nhiều phiền toái trong cuộc sống. Ở video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái bài thuốc để các bạn có thể chữa chứng đau viêm họng dai dẳng nha. Các bạn chú ý đón xem. Bài thuốc thứ nhất đó là canh lê trắng. Nguyên liệu: 3 quả lê trắng giã nát, 50g mật ong. Cách dùng: đun lê lấy nước uống, mỗi ngày dùng 2 lần. Công dụng: hỗ trợ cho việc điều trị bệnh đau họng. Dùng thuốc có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Bài thuốc thứ hai là quả sổ. Nguyên liệu: 3 quả sổ tươi. Cách dùng: 3 quả sổ đem bóc vỏ, mỗi ngày ăn 3 lần. Công dụng: hỗ trợ điều trị bệnh đau họng. Khi dùng thuốc có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Bài thuốc thứ ba là nước thảo quả. Các bạn có thể lấy nguyên liệu là thảo quả. Cách dùng: ép lấy nước, dùng 30ml vào mỗi buổi sáng, buổi tối hàng ngày. Công dụng: hỗ trợ cho việc điều trị đau họng. Khi dùng thuốc có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Bài thuốc thứ tư là nước quả chám. Nguyên liệu là 60g đến 120g quả chám bỏ hạt. Cách dùng: đã nát, ép lấy nước, dùng thường xuyên. Công dụng là hỗ trợ cho việc điều trị bệnh. Khi uống thuốc có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Bài thuốc thứ 5 là trà vỏ cam. Nguyên liệu: vỏ cam. Cách dùng là sắc nước uống thay trà. Công dụng: hỗ trợ điều trị bệnh đau họng. Khi dùng thuốc có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Bài thuốc thứ 6 là nước củ cải trắng. Nguyên liệu: củ cải trắng. Cách dùng: ép lấy nước, cho thêm gừng tươi, uống thường xuyên. Công dụng: hỗ trợ điều trị bệnh đau họng. Khi dùng thuốc có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Bài thuốc thứ 7 là nước quả ngọt. Nguyên liệu: mía, củ cải, mã thầy. Cách dùng: ép các nguyên liệu lấy nước, mỗi ngày uống 100ml. Công dụng: hỗ trợ điều trị bệnh đau họng. Khi dùng thuốc có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Bài thuốc thứ 8 là nước bách hợp. Đậu xanh. Nguyên liệu là 10g bách hợp, 15g đậu xanh. Cách dùng: cho nguyên liệu vào nồi đun lên, cho thêm nước để ăn. Công dụng: hỗ trợ điều trị bệnh đau họng. Khi dùng thuốc có tác dụng phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Bài thuốc thứ 9 là chân châu hầm. Nguyên liệu: 4 lườn gà, 2g bột chân châu, 1g đường phèn. Cách dùng: lườn gà rửa sạch, cho vào nồi hầm cùng với bột chân châu và đường phèn. Cho thêm nước đun sôi, hầm trong 30 phút là được. Công dụng: an thần, sáng mắt, giải trừ kinh phong, động kinh. Chữa đau mắt đỏ, tiêu đờm, giải khát, các chứng như tai điếc, họng sưng, đau lở miệng, v.v. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn một số các bài thuốc để có thể điều trị chứng viêm họng, đau họng dai dẳng. Các bạn có thể áp dụng cách này để chữa đau họng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè được biết và nhấn nút đăng ký và nút chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.